Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 22 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Sở hữu trí tuệ nhân tạo, độc tài sẽ biến người dân thành nô lệ. Các chính phủ độc tài trước đây sẽ như thế nào nếu họ không bao giờ bị đánh bại? Đức Quốc xã chỉ dùng công nghệ của thế kỷ 20 thôi mà vẫn phải cần một cuộc chiến tranh thế giới mới ngăn được họ. Và việc kiểm soát công nghệ tân tiến nhất thời đó lẽ ra có thể củng cố sức mạnh của Đức Quốc xã và làm thay đổi tiến trình lịch sử. Đây là hình ảnh trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo, viết tắt là AI, là một ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính, là trí tuệ do con người lập trình và tạo nên với mục tiêu giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông minh như con người hoặc thậm chí là còn hơn con người. Rủi ro sinh tồn cũng được đặt ra. Khi nghĩ đến những điều rủi ro sinh tồn, trong tâm trí chúng ta thường nghĩ đến các biến cố như chiến tranh hạt nhân hoặc trái đất va chạm vào tiểu hành tinh. Tuy nhiên, có một mối đe dọa trong tương lai ít được biết đến hơn, mặc dù nó không phải là sẽ dẫn đến sự tuyệt chủng của loài người, nhưng hậu quả cũng thảm khốc không kém. Đó là kịch bản thế giới bị gông cùm, mà ở đó một nhà nước toàn trị toàn cầu sử dụng một công nghệ hoàn toàn mới để đưa phần lớn nhân loại vào nỗi thống khổ triền miên. Nhưng nó có khả năng xảy ra hay không? Câu hỏi được đưa ra. Các nhà nghiên cứu và triết gia đang bắt đầu suy ngẫm xem kịch bản đó có thể xảy ra như thế nào và quan trọng hơn phải làm gì để tránh điều đó xảy ra. Rủi ro sinh tồn là thảm họa, giống như sự sụp đổ vĩnh viễn của nền văn minh hoặc sự tuyệt chủng của loài người chúng ta. Những thảm họa này có thể do nguyên nhân tự nhiên, chẳng hạn như bị va chạm vào thiên thạch hay siêu núi lửa phun tràn, hoặc nguyên nhân nhân tạo từ các nguồn như chiến tranh hạt nhân hay biến đổi khí hậu. Và để cho thảm họa được kiểu đó xảy ra là một kết thúc không tốt đẹp cho loài người và sẽ làm thất vọng hàng trăm thế hệ từng sống trước chúng ta. Hen Befet, giám đốc dự án học thuật tại Trung tâm Nghiên cứu Rủi ro sinh tồn thuộc Đại học Cambria, cho biết như vậy. Tobio Ott, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Tương lai Nhân loại thuộc Đại học Oxford, cho rằng khả năng xảy ra một thảm họa sinh tồn trong thế kỷ này do nguyên nhân tự nhiên là chưa đến 1/2000, bởi vì con người đã sống sót qua 2000 thế kỷ mà không có một biến cố như thế. Tuy nhiên, xác suất xảy ra các thảm họa do con người gây ra thì Ott tin rằng khả năng sẽ tăng đến tỷ lệ giật mình, tức là mức độ 1/6. Đây là hình ảnh Hitler đã kiểm tra công nghệ tân tiến của Đức thời đó. Và điều gì có thể xảy ra nếu Đức Quốc xã đã đạt được những thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ tiến bộ vượt bậc không nước nào so sánh được? Ông gọi thế kỷ này là vách núi, vì nguy cơ chúng ta đánh mất tương lai chưa bao giờ cao đến thế. Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Rủi ro dài hạn, một viện nghiên cứu phi lợi nhuận ở London, đã mở rộng rủi ro X với viễn cảnh thậm chí còn rùng rợn hơn về nỗi thấu khổ. Những rủi ro X này là sự đau khổ ở quy mô lớn, vượt xa tất cả những đau khổ ở trên mặt trái đất cho đến nay. Trong những tình huống này, cuộc sống vẫn tiếp diễn với hàng tỷ người, nhưng chất lượng cuộc sống thấp và triển vọng ảm đạm đến mức chết dần chết mòn còn hơn là sống. Đó là kịch bản khi thế giới bị gông cùm xuất hiện. Nếu một nhóm chính trị hoặc chính phủ ác độc đột nhiên giành được quyền lực thống trị thế giới bằng công nghệ và không có gì cản được họ, điều đó có thể dẫn đến thời gian dài đau khổ và tuân phục. Phúc trình vào năm 2017 về những rủi ro sinh tồn từ dự án ưu tiên toàn cầu cảnh báo rằng tương lai dài dưới chế độ toàn trị toàn cầu đặc biệt tàn bạo có thể còn tồi tệ hơn là việc nhân loại bị tuyệt diệt. Và giả thiết cho rằng mặc dù chủ nghĩa toàn trị toàn cầu vẫn còn là một chủ đề nghiên cứu bỏ ngỏ, nhưng các nhà nghiên cứu về độ rủi ro sinh tồn đang ngày càng chú ý đến nguyên nhân khả dĩ nhất, đó là trí tuệ nhân tạo. Đây là hình ảnh trí tuệ nhân tạo AI có thể thay đổi luật chơi trong chiến tranh, và robot sát thủ sẽ trở nên phổ biến trên chiến trường trong tương lai. Trong giả thiết độc nhất, Nick Bostrom, giám đốc viện FHI thuộc Đại học Oxford, đã giải thích làm thế nào một chính phủ toàn cầu có thể hình thành bằng một trí tuệ nhân tạo hoặc các công nghệ lợi hại khác và làm thế nào mà nó không thể bị lật đổ. Ông viết rằng thế giới với một cơ quan ra quyết định duy nhất ở cấp cao nhất có thể trở thành hiện thực nếu cơ quan đó có được sự dẫn đầu mang tính quyết định nhờ vào đột phá công nghệ trong trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ nano phân tử. Sau khi lên nắm quyền, nó sẽ kiểm soát những tiến bộ công nghệ nhằm ngăn chặn những thách thức từ bên trong, chẳng hạn như giám sát hay vũ khí tự động. Với sự độc quyền chiếm điều hành này, nó sẽ ổn định vĩnh viễn. Nếu cơ quan đơn nhất đó mang tính toàn trị, cuộc sống sẽ thật
ảm đạm. Cho đến nay, ngay cả những quốc gia có chế độ cai trị khắc nghiệt nhất, tin tức vẫn có thể rò rỉ vào ra từ các quốc gia khác và người ta có thể trốn thoát. Một chế độ toàn trị toàn cầu sẽ loại bỏ ngay cả những hạt giống hy vọng nhỏ nhoi này. Và điều dẫn đến còn tồi tệ hơn cả sự tuyệt diệt. Điều đó có nghĩa là chúng ta hoàn toàn không cảm thấy tự do nào cả, không có sự riêng tư nào cả, không có hy vọng trốn thoát, không có cơ quan nào kiểm soát cuộc sống của chúng ta. Tucker Dave, một cái viết tại Viện Tương lai Cuộc sống ở Massachusetts, vốn tập trung vào nghiên cứu rủi ro sinh tồn, cho biết như vậy. Đây là hình ảnh trí tuệ nhân tạo nghiên cứu mọi quá trình sinh hoạt và tư duy của con người. Mặc dù cuộc sống dưới một chính quyền toàn trị toàn cầu vẫn là một viễn cảnh khó xảy ra và còn ở trong tương lai xa, nhưng trí tuệ nhân tạo đã tạo ra điều kiện cho chế độ chuyên chế ở một số quốc gia và củng cố cơ sở hạ tầng ở những quốc gia khác vốn có thể bị những kẻ chuyên chế chiếm lấy. Chúng ta đã chứng kiến việc chuyển dịch nhận thức từ chỗ có những tầm nhìn rất hoang tưởng đối với những gì công nghệ có thể tạo ra, cho đến thực tế đáng sợ là trong một số khía cạnh thì những gì chúng ta tạo ra có thể là một cuộc sống địa ngục. Eza Kenya, học giả cao cấp từ Trung tâm An ninh Mỹ mới, tổ chức phi lợi nhuận lưỡng đảng vốn xây dựng các chính sách an ninh và quốc phòng quốc gia, cho biết như vậy. Tại Mỹ, cơ quan an ninh quốc gia NSA đã thu nhập dữ liệu của hàng trăm triệu cuộc gọi và tin nhắn của người Mỹ trước khi họ ngừng giám sát nội dung vào năm 2019, và ước tính có khoảng từ 4 đến 6 triệu camera theo dõi trên khắp nước Anh. Đây là hình ảnh một viên chức chính phủ ở Anh đang theo dõi đường phố bằng nhiều camera. 18 trong số 20 thành phố bị giám sát nhiều nhất trên thế giới nằm ở Trung Quốc, nhưng London thì xếp hạng thứ 3. Bên cạnh giúp tăng cường giám sát, trí tuệ nhân tạo cũng tạo ra nền tảng cho sự nở rộ những thông tin sai lệch trên mạng, một công cụ khác của những kẻ độc tài. Những thông tin siêu giả do trí tuệ nhân tạo dựng lên vốn có thể lan truyền các thông điệp chính trị bịa đặt hoặc nhắm vào một nhóm nhỏ trên mạng xã hội theo một thuật toán. Điều này làm suy yếu an ninh nhận thức của chúng ta, khả năng xác định điều gì là đúng và hành động dựa trên đó, điều mà các nền tảng dân chủ dựa vào. Trong vài năm qua, chúng ta đã chứng kiến sự gia tăng của các bong bóng lọc và mọi người bị các thuật toán khác nhau dẫn dắt, khiến họ tin vào các thuyết âm mưu khác nhau. Và thậm chí khi đó không phải là thuyết âm mưu thì nó cũng khiến người ta chỉ tin vào một phần sự thật. Matt Flake đã cho biết như thế. Và các biện pháp ngăn ngừa như thế nào? Đây là hình ảnh công nghệ nhận diện khuôn mặt được áp dụng rộng rãi trong ngành an ninh. Phúc Trình sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách độc hại do BFS và 25 tác giả từ 14 tổ chức viết dự báo rằng các xu hướng như thế này sẽ mở ra các mối đe dọa hiện có đến an ninh chính trị của chúng ta và đem đến những mối đe dọa mới trong những năm tới. Tuy nhiên, BFS cho biết công việc của ông đã khiến ông hy vọng rằng những xu hướng tích cực như các cuộc thảo luận dân chủ hơn về trí tuệ nhân tạo và hành động của các nhà hoạch định chính sách, chẳng hạn như việc châu Âu đang xem xét tạm dừng nhận dạng khuôn mặt ở nơi công cộng. Và điều đó khiến ông lạc quan rằng chúng ta có thể tránh được số phận thảm khốc. DeepVay cũng đồng ý, chúng ta cần giải quyết cách sử dụng trí tuệ nhân tạo nào được chấp nhận và cách nào không được chấp nhận ngay bây giờ, ông nói. Và chúng ta cần phải cẩn thận, không cho nó kiểm soát quá nhiều cơ sở hạ tầng của chúng ta. Nếu chúng ta trang bị cho cảnh sát khả năng nhận dạng khuôn mặt và chính phủ liên bang đang thu thập tất cả dữ liệu của chúng ta, đó là khởi đầu tồi. Và nếu bạn vẫn còn nghi ngờ rằng trí tuệ nhân tạo có thể có quyền lực như vậy, thì hãy xem xét thế giới trước khi có vũ khí hạt nhân. 3 năm trước khi xảy ra phản ứng dây chuyền hạt nhân đầu tiên, ngay cả các nhà khoa học cố gắng phát triển vũ khí hạt nhân cũng tin rằng điều đó khó có thể xảy ra. Nhân loại cũng vậy, họ không chuẩn bị cho một đột phá hạt nhân và loạng choạng trên bờ vực của sự hủy diệt chắc chắn cho cả hai bên trước khi các hiệp ước và thỏa thuận hướng dẫn việc phổ biến vũ khí chết chóc này trên toàn cầu mà không để xảy ra thảm họa sinh tồn. Chúng ta có thể làm điều tương tự với trí tuệ nhân tạo, nhưng chỉ khi chúng ta kết hợp với những bài học lịch sử với tầm nhìn trước để chuẩn bị cho công nghệ lợi hại này. Thế giới có thể sẽ không thể ngăn chặn được các chế độ độc tài như Đức Quốc xã trỗi dậy trở lại trong tương lai, nhưng chúng ta có thể tránh giao đặt vào tay họ những công cụ để mở rộng quyền lực mãi mãi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay Chủ nhật ngày 22 tháng 11 năm 2020 với bản tin Sở hữu trí tuệ nhân tạo, độc tài sẽ biến người dân thành nô lệ.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.